Trong những kỳ tiếp xúc cử tri gần đây, cử tri và người dân Tây Ninh lo lắng, băn khoăn trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh. Đến kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, khiến cử tri không khỏi lo lắng. Cử tri tại thành phố Tây Ninh cho biết, tại hầu hết các trung tâm y tế trên địa bàn thành phố và bệnh viện đa khoa tỉnh đều trong tình trạng hết thuốc bảo hiểm y tế. Tình trạng này đã được cử tri kiến nghị trong nhiều đợt tiếp xúc cử tri, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Dân người ta bệnh hoạn chứ còn mua ngoài không có mua trong được, là không có thuốc, cứ bác sĩ chuyển ra ngoài để mua thuốc thì mình hiểu. Thành có những thuốc đó, rất là khó khăn, chẳng hạn như là những người mà bệnh nan y thì mua thuốc mà rất là đắt tiền, chỉ là mua mà bằng gấp 10 lần của ở trong bệnh viện. Thành nói thật với các vị đại biểu bây giờ là nói chung mình đi vận động mà mua bảo hiểm y tế chăng người ta rất là phiền hà, ta không muốn mua thì mua không được quyền lợi gì hết, ta không mua. Cái mùa này rất là bệnh hoạn nhiều lắm, nhưng mà tại sao cái lý do không đấu thầu được cho nên không có thuốc, thế thì người ta đóng bảo hiểm làm gì vậy? Và ở đây là trong hội nghị tỉnh mình cũng đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh nên có ý kiến ban lãnh đạo tỉnh để xem xét đấu thầu thuốc trong có hợp tình hợp lý để cho bà con có thuốc để chữa bệnh. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đang quyết liệt trong việc tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc để bổ sung cho cơ sở. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận một số cán bộ làm công tác đấu thầu vẫn còn tâm lý lo ngại, sợ sai nên không dám làm, không dám thực hiện thủ tục đấu thầu. Thiếu thuốc là trách nhiệm quản lý nhà nước. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc là bà con cũng qua báo đài. Bây giờ cái ngành y tế nó đang khó chung cả nước chứ không phải của mỗi địa phương nữa. Sau cái phòng chống dịch rồi nhiều cái yếu tố nó nhạy cảm. Thủ tục về đấu thầu thuốc nó không rõ ràng, nó còn nhiều bất cập. Nên dẫn tới là hiện nay đó là cái thủ tục đấu thầu thuốc nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà vừa rồi thì tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo quyết liệt và trung ương cũng có cái biện pháp là tháo gỡ. Thì hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái việc cung ứng thuốc nó sẽ tốt hơn. Công viên Quang Trung tại phường 2 thành phố Tây Ninh có tổng mức đầu tư hơn 7,5 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Nhiều người dân vui mừng vì có nơi thư giãn tập thể dục thể thao. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 3 năm đưa vào sử dụng thì vấn đề an ninh trật tự, tình trạng buôn bán hàng rong diễn ra phức tạp, trang thiết bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa thay thế là vấn đề người dân thắc mắc. Công viên Quang Trung đoạn từ Cầu Thái Hòa cho đến đường Trần Hưng Đạo thì bản thân nhà tôi ở cái khu vực đó ban ngày thì đi làm rất là căng thẳng, nhưng mà chiều về cái công viên đó là lấn chiếm buôn bán rồi để cho cái karaoke kéo kéo á 2-3 cái rất là ồn ào. Nếu như có con em học hành thì không thể học hành được, không nghỉ ngơi được. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hoàng Oanh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường ra quân xử lý trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, công viên Quang Trung, đồng thời khảo sát, kiểm tra và sửa chữa thiết bị, dụng cụ bị hư hỏng. Hầu hết đối với lại các cái dụng cụ tập luyện thể dục thể thao được trang bị hiện nay trên địa bàn của thành phố, cụ thể là ở các cái khu vực công viên thì trong thời gian vừa qua là chủ yếu là vận động các cái nguồn xã hội hóa, các cái đơn vị tài trợ, ủy ban thành phố cũng giao cho chỗ phòng quản lý đô thị là thường xuyên rà soát để chúng ta sửa chữa kịp thời những trang thiết bị hư hỏng. Tuy nhiên thì theo thời gian thì cũng có nhiều cái thiết bị mặc dù đã được sửa chữa rồi nhưng mà xuống cấp và nó hư hỏng nặng. Vì vậy thì qua ý kiến của cử tri thì ủy ban nhân dân thành phố là tiếp thu và giao cho phòng quản lý đô thị để các đồng chí rà soát lại những trang thiết bị nào không thể khắc phục và sửa chữa được để tham mưu đề xuất ủy ban chúng ta bố trí sử dụng một phần kinh phí trong cái nguồn chỉnh trang đô thị để chúng ta trang bị kịp thời. Cử tri xã Trí Bình, huyện Châu Thành cho rằng giá cả đầu vào cao làm cho người nông dân sản xuất không có lãi.
việc giống lúa kém chất lượng được bán tràn lan làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của người dân. Thì nông dân của chúng ta là sống về cái ngành nông nghiệp. Lớn nhất là cái Châu Thành với Thanh Điền với là Trí Bình, Thái Bình là cái diện tích mà là trồng lúa rất lớn các chị. Cho nên tôi mong rằng bên ủy ban tỉnh chúng ta làm bằng cách nào để có cái giống mới năng suất cao và đồng thời làm sao kiểm tra các cái loại diêm. Đừng có bán cái vấn đề diêm giả, là thuốc giả, là cái nọ tội nghiệp cho nông dân. Ngoài ra, cử tri kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiều vấn đề như tổ giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy hết trách nhiệm, việc không được tách quyền sử dụng đất đối với đất có diện tích nhỏ gây khó khăn cho người nghèo, vấn đề hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do mưa bão. Một số nội dung thuộc thẩm quyền đã được đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính quyền địa phương thông tin đến cử tri và nhân dân. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân ghi nhận chuyển đến ngành chuyên môn xem xét trả lời cho cử tri. Dự kiến kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra trong 3 ngày, 7, 8, 9 tháng 12 năm 2022.